Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì quay trở lại với chương trình Aerobe, mình sẽ giới thiệu cho các bạn chương trình Aerobe của thằng Paul Aerobe và các bạn sẽ nhận được lên tới 69 token có ký hiệu là BP và giá trị dự kiến rất là cao nha các bạn, giá trị dự kiến lên tới 27 USD cho chương trình Aerobe của thằng này. Đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia nhé. Các bạn mở cái offer web của Telegram lên này. Sau đây các bạn nhấn Start này. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải nhập captcha 8157. Ok, ta nhấn Continue. 8157 Enter. Ok. Check. Vui lòng Zone Telegram boy. Chúng ta phải zoom vào cái group này. Sau khi zoom vào group thì chúng ta quay trở về và chúng ta nhấn tiếp tục. Nó sẽ phải follow. Follow cho Twitter. Các bạn truy cập vào trang Twitter của nó nhé. Copy này và truy cập vào. Sau khi truy cập xong các bạn nhấn follow lại nhá. Follow lại thì chúng ta sẽ điền cái username của chúng ta bao gồm 3 cộng phía trước. Đấy các bạn điền vào. Đấy các bạn paste nó lên. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ điền full name. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ điền email. Đấy, sau khi điền email các bạn Ether lên và tiếp theo cái điều rất là quan trọng các bạn sử dụng ví mã Ether Wallet để hỗ trợ tốt nhất công nghệ ERC20. Đây thì mình sẽ chuẩn bị một cái ví này. Bạn paste vào. Ok. Nó đã xong tất cả cái nhiệm vụ chúng ta kiểm tra cái số dư của chúng ta. Đây thì các bạn có thể thấy là mình đang có 69 token có kia là BT này, giá trị dự kiến là 27 USD cho chương trình Aerobe của thằng này nhá. Ở đây nữa thì những cái gì mà các bạn điền sai các bạn có thể ấn phần edit để có thể chỉnh sửa lại. Ví dụ hoặc là edit ví hoặc là chỉnh sửa email như thế nào thì các bạn ấn vào phần edit này. Tiếp theo nữa các bạn ấn vào phần refer link để copy cái đường link giới thiệu đến bạn bè cũng như là những người sử dụng khác để chúng ta có thể nhận được thêm token khi mà bạn bè của các bạn hoặc là những người giới thiệu họ đăng ký thành công. Đấy. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về chương trình Aerobe của cái chương trình Paul Aerobe, token có hiệu là BT, các bạn sẽ nhận được 69 token. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.